Tâm Việt kính chào khách quý. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website dienmaytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta em hiểu hơn về loa kéo và điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kienthucloakaraoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng.
thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lớp kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.